Theo CNBC của Mỹ thống kê, Alphabet Google có tỷ lệ khách hàng quay lại mua hàng cao nhất với 73%, Apple đứng thứ tư với gần 60%. Vậy mà tại thị trường Việt Nam, máy, hệ thống hút lọc bụi ca chích của Skatech đã đạt tỷ lệ khách hàng quay lại mua hàng đến 78%, tức là cứ 10 người mua máy, hệ thống hút lọc bụi ca chích thì sẽ có đến 8 khách hàng quay lại mua hàng ở các dự án mở rộng tiếp theo. Vậy lý do tại sao máy, hệ thống hút lọc bụi ca chích của Skatech có thể làm được điều này? Lý do đầu tiên là chất lượng sản phẩm. Máy, hệ thống hút lọc bụi ca chích của Skatech được sản xuất hoàn toàn bởi hệ thống máy móc công nghệ cao, theo tiêu chuẩn ISO 9001. Sử dụng bộ lọc ca chích, sản phẩm có thể lọc được nhiều loại bụi có kích thước khác nhau, từ 0,3 đến 1 micromet. Hiệu suất lọc bụi có thể đạt đến 98%. Lý do thứ hai là chất lượng dịch vụ. Với ưu thế sản xuất trong nước cùng kinh nghiệm hơn 23 năm, bên cạnh chất lượng tốt và giá cả phải chăng, các sản phẩm của Skatech cũng được đánh giá cao bởi thời gian sản xuất, giao hàng nhanh chóng, lắp đặt, bảo hành linh hoạt không cần chờ đợi, bảo hành sản phẩm liên tục trong vòng 12 tháng. Thứ ba là chi phí chuyển đổi. Việc sử dụng bộ khu bụi ca chích là một lựa chọn kinh tế vì yêu cầu bảo trì tối thiểu, chỉ cần thay thế cartridge định kỳ. Nhờ hệ thống khí nén làm sạch tự động nên bộ lọc ca chích có thể sử dụng nhiều lần và kéo dài tuổi thọ. Hoạt động thay thế lõi lọc cũng được diễn ra vô cùng nhanh chóng và đơn giản. Sau một thời gian sử dụng, chúng tôi cảm nhận hệ thống hút lọc bụi hoạt động rất tốt, thu được lượng bụi rất là lớn mà lại không gây tiếng ồn, đảm bảo được môi trường làm việc cho công nhân, chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng, bảo trì bảo dưỡng rất là tốt, tiện lợi, nhanh chóng. Với sứ mệnh mang đến một môi trường làm việc trong lành và an toàn nhất cho người lao động, Skatech luôn nỗ lực cải tiến, mang đến những sản phẩm, hệ thống hút lọc bụi chất lượng nhất, cho hiệu quả lọc bụi cao nhất. Liên hệ ngay với Skatech để được tư vấn thiết kế hệ thống thu hồi bụi hiệu năng cao với giá thành hợp lý nhất.